9 người dân ở trong 3 căn nhà trên quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phải một phen kinh hoàng khi một chiếc xe container tông sập 3 căn nhà tại đây. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 14 giờ cùng ngày. Thời điểm này, xe container biển số 61C05373 kéo theo rơ móc chở thùng hàng loại 40 feet biển số 61R1003 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng An Sương cầu vượt Trạm 2. Khi xe vừa qua ngã ba trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200m thì bất ngờ mất lái. Tài xế không còn làm chủ được tốc độ. Chiếc xe lao vào phía trong tông hàng loạt giải phân cách rồi tiếp tục leo lên lề đường tông sập 3 ngôi nhà ở địa chỉ 1026, 1028, 1030, quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Văn Thu, chủ căn nhà số 1026 vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Anh đang ngủ ở trong nhà. Bà xã thì ngồi trong nhà ngay phòng ngoài luôn. Thì lúc đó cũng khoảng chừng hơn một giờ ba mươi gì đó, là tầm khoảng đó, thì anh nghe thế đùng là anh giật mình, anh dậy thế anh bỏ anh chạy là anh thấy coi như là nhà sập hết rồi. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ, cảnh sát giao thông và công an quận Thủ Đức có mặt để xử lý, lập biên bản xử lý bước đầu vụ việc cũng như thống kê mức độ thiệt hại của tai nạn.